Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Faking nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về bot tân túc toàn cõi của Tân Thiên Long 3D. Hiện tại là đang đứng đầu về top 1 xanh cũng như top 1 trang bị của game này. Thì bây giờ đó chính là account Agogo của server Huyền Tố Đại Thế Giới 1. Account này sở hữu mức trang bị là 1.607k trang bị. Và chắc chắn là điểm trang bị này vẫn còn lên rất là nhiều. Ok, ạc này đang sở hữu là 54k5 xanh, mát xuyên thích là 19k3, độc công là 35k8, rất là cao, gần 36k. Đây là những thuộc tính phụ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu soi đồ nha mọi người. Đây, tất cả các món đồ công đều đã cường hóa 99 rồi. Mình sẽ soi từ từ cho mọi người coi. Đây, Điêu Văn cũng full giảm kháng 10 luôn rồi mọi người. Hạt này làm rất là ghê. Chân Hoa này. Trùng Đới đã cường hóa 83 rồi. Chân Thủ nè. Chân Nguyễn này. Chân Nguyễn có 2 viên kết 88. Trùng Lâu Kiên siêu cấp. Chân Khôi. Đây là thần khí. Đây là một chiếc trùng lâu giáp. Đây là một chiếc trùng lâu liên. Đây là võ hồn. Hiệp ứng. Chân Nguyên thì chắc chắn đã full chân Nguyên vàng cấp 9 rồi. Thần đỉnh là mát thần đỉnh luôn. Bảo giám là mát cấp 100. Võ ý là cấp 72, chắc cũng là đứng top đầu, mình nghĩ là đứng top 1 hoặc là top 2 của Tân Thiên Long 3D luôn. Võ ý rất là cao. Và tất cả điểm được đều dồn vào độc công là 256 điểm. Rất là đầu tư. Tiếp theo là mình coi tiếp hiệp ứng. Hiệp ứng thì chưa có mát. Hiệp ứng do hồi xưa ban cao này bên ban Sơn Mai á, chắc là chăm không được kỹ. Chứ như những cái hiệp ứng của Minh Khôi, Mimi đồ là mát hết. Tất cả những cái món này đã mát hết rồi. Thú cưỡi. Tiên thú lôi đình, thiên mã, cánh hồng. Thú cưỡi thuộc tính. Viết tịch thì đương nhiên là mát hết rồi. Bét nè. Đây. Đây rất là nhiều bét luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test đam nha mọi người. Mình sẽ test đam lên một ạc có kiên siêu cấp cho mọi người coi. Để xem với cái mức nếu mà hình như chưa có dùng danh hiệu nữa. Hạt này không có danh hiệu gì cả. Từ hồi xưa đến giờ phải dùng cái danh hiệu này nó mới xịn hơn chứ. Danh hiệu này xịn hơn. Mình sẽ thử coi cái mức 500k nội thì mình sẽ đam được bao nhiêu. Nếu mà dùng danh hiệu 10% nội công thì được 550k. Mình sẽ thử test lên account Mẫn Thiên nha mọi người. Mẫn Thiên là kiên siêu cấp nha. Để mình xem Mẫn Thiên bao nhiêu máu. Mẫn Thiên 5.8 máu. Ok, bây giờ mình sẽ test lên account Mẫn Thiên cho mọi người coi. Tại vì cái test lên những cái account thường thì mọi người nói là vô account thường cũng như vậy. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình test. Quên bị thiếu cái hiệu ứng kiên rồi. Để mình tháo ra mình mang lại. Tại vì nó thiếu một cái dòng màu hồng là nó sẽ bị thiếu cái hiệu ứng kiên. Ok rồi, giờ là có hiệu ứng kiên rồi. Mình test lên đam 15% nha. Cũng như là ạc này đã có bí kíp Tu La Lâm Thế rồi. Mình sẽ test luôn. Đây.
thì đam dao động lên kiên siêu cấp thì tầm 10x. Mình bất cất con bét vào đánh, nó đánh chuột. Con bét đánh chuột không à. Thì đam dao động từ 10 tới 12x, 13x nha mọi người. Đam như vậy là khá là ổn rồi. Đấy. Đam rất là to. Đam lên kiên siêu cấp như vậy là rất là to luôn. Đam ngang bên khoi luôn đó mọi người đó. Rít máu rất là nhanh luôn. Này thiên địa đồng thọ này. Đó chết queo luôn. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Nếu mọi người thích siêu boss nào nữa thì hãy comment phía dưới nha. Ok, thì nếu mọi người thấy clip hay thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip gần nhất. Bye bye mọi người.